Cô xin chào tất cả các bạn. Ở tiết toán ngày hôm trước, các con đã nắm được cách thực hiện phép cộng các phân số có cùng một số. Tiết toán ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con cách thực hiện phép cộng các phân số khác một số qua bài toán phép cộng phân số tiếp theo. Cô có ví dụ minh họa như sau. Có một băng giấy màu, bạn Hà lấy 1/2 băng giấy, bạn An lấy 1/3 băng giấy. Hỏi cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu? Muốn biết cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu, chúng ta thực hiện phép tính gì? Chúng ta phải thực hiện phép tính cộng. Lấy 1/2 cộng 1/3. Các con có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này? Mẫu số của hai phân số này khác nhau. Vậy để thực hiện phép cộng hai phân số này, chúng ta cần làm gì trước? Các con biết không? Để thực hiện phép cộng hai phân số này, chúng ta cần phải quy đồng mẫu số hai phân số rồi mới thực hiện tính cộng. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách thực hiện phép cộng hai phân số này nhé. Ta thực hiện phép tính 1/2 cộng 1/3. Đầu tiên cô sẽ quy đồng mẫu số hai phân số. Quy đồng phân số thứ nhất 1/2, lần lượt lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân cho 3 bằng 3/6. Tiếp theo cô quy đồng phân số thứ hai, lần lượt lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai, cô nhân cho 2 bằng 2/6. Sau khi quy đồng mẫu số hai phân số xong, bước thứ hai chúng ta sẽ cộng hai phân số. 1/2 cộng 1/3 bằng 3/6 cộng 2/6. Các con thấy sau khi quy đồng chúng ta đã ra được hai phân số mới này đã có cùng mẫu số là 6. Bây giờ chúng ta chỉ việc lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. 3 cộng 2 bằng 5, giữ nguyên mẫu là 6. Vậy 1/2 cộng 1/3 bằng 5/6. Vừa rồi cô vừa thực hiện xong phép tính cộng hai phân số khác mẫu số. Vậy bạn nào có thể cho cô biết muốn cộng hai phân số khác mẫu số chúng ta sẽ làm như thế nào? Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, chúng ta sẽ thực hiện qua hai bước. Ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. Và đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Các con hãy vận dụng lại những kiến thức mà cô vừa giảng dạy cho các con để hoàn thành cho cô bộ câu hỏi. Nếu có thắc mắc gì, các con hãy phản hồi lại cho cô biết. Cô xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tiết học ngày hôm sau nhé.